Hi, xin chào tất cả người anh em ha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến người anh em một dòng mixer hàng bãi, hàng Soundcraft, bãi xịn của Anh Quốc ha. Model nó là Spirit F1. Đây, Spirit F1 đây. Đây hàng bãi Soundcraft ha. Con này thì quá quen thuộc với anh em chơi âm thanh rồi ha. Con này có tổng cộng là 14 like đường vào ha. Đây, từ số 1 đến số 14 từ số 1 đến số 6 là like mono ha. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 là like city, 2 like màu xanh này là like city. Và đồng thời là nó có ngõ vào select 6 ly này. Thì 9, 10, 7, 8 là like hoa sen ha. Cái này mình kết nối vô cái máy tính rồi rất là dễ chịu ha. Điện thoại rồi mình cắm rất là dễ chịu, rất thoải mái. Con này hàng bãi về đẹp, rất đẹp, đẹp xuất sắc. Đấy, em đang test nhạc mở ngon lành luôn. Em đang ghép đôi lò full đôi Rebel. Đôi lò full đôi Rebel, đôi lò hàng bãi Mỹ ha. RX100, đôi này giá em bán tại cửa hàng 17 triệu ha. Đấy, rất là đẹp. Con đẩy này chỉ có 3 triệu 6 thôi ha. Tiron DE400. Nhưng mà đánh cặp con đôi rất thoải mái. Đánh nó đèn nháy không ngỏi luôn ha. Cho nên là hàng đẩy, người anh em đi mua đẩy cũng phải chọn lựa những cái thương hiệu nổi tiếng, những cái thương hiệu chính hãng. Hàng Trung Quốc thì chấp nhận, nhưng mà phải là hàng xịn sò, hàng Trung ương Trung Quốc sản xuất, nó khác với hàng chợ lớn ha. Các với hàng nhái hàng hết. Chung mà mình mua hàng mà mình thấy là người tiêu dùng thông thái hả, phải lựa chọn những cái hàng mà chất lượng, chứ đừng ở mua trúng hàng rẻ hàng ít nhái rồi về tiếc. Như đây con DE400 đây, 400W một kênh ở chế độ 8 ohm và 600W một kênh ở chế độ 4 ohm. Nhưng mà em đang ghép với cái đôi loa full đôi Rebel RX100 này này, đánh dã man luôn, đánh phải nói nhắc loa luôn. Mà đánh á, cái đèn tín hiệu nhảy không nổi luôn ha, không có bao clip qua tại là chứng tỏ con đẩy con công suất này đánh rất khỏe luôn. Em quay lại vấn đề chính là cái bàn mixer Soundcraft ha, hàng xịn sò của Anh Quốc. Này em quay cho mọi người xem luôn. Đấy, ngồi đèn này, hàng này thì phải nói là hai từ chính hãng thôi ha, series tem mẻ vạch đầy đủ luôn ha. Thì phải chày sơ sát tí xíu hàng xịn sò. Con này nó có một cái hay nữa là còn adapter riêng luôn, riêng nguyên bản luôn. Đấy, adapter rồi riêng nguyên bản luôn. Đấy, cho nên là con này có giá mắc hơn 500 ngàn. Con này giá 5,5 triệu ha. Con này giá bán tại cửa hàng 5,5 triệu. Nói chung là tình trạng hoạt động là bao riêng bao xài nguyên bản, hoạt động nguyên bản, không có sức mẻ, không có rột rẹt, không có gì hết, và em tới riêng luôn. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ ha, qua số điện thoại 0909 04 3679 hoặc ở gần cửa hàng thì ghé qua 136 Trần Phú, Dương Trì, Tiên Phước, Định để được xem hàng và test hàng cụ thể ha. Ngoài con mixer này ra thì em còn về được cái con Yamaha 03D ha, hàng mới còn nguyên shop chưa dám khui luôn này ha, như đang như kiện luôn. Về thêm một em Yamaha controller nữa đây, em đang dựng đây, Yamaha controller GF16-12. Con này từ em sẽ lên sóng như vậy ha. Rồi, rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.